Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn trong diễn đàn. Thì là mình đang lái xe dọc theo quốc lộ 20 từ hồi sáng giờ, mình lái mấy tiếng đồng hồ rồi. Mình thấy trên quốc lộ 20 này, anh chị các bạn, rất là nhiều những cái nhà thờ và những cái giáo xứ rất là lớn. Họ đang chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh, hay có một số người gọi là mùa Noel. Tôi thấy họ đang chuẩn bị rất là hoành tráng. Những cái năm mà tôi về nhân dịp Noel hay mùa Giáng sinh cũng vậy, tôi thấy những cái người giáo dân ở cái khu vực Đồng Nai họ tưng bừng náo nhiệt đón chào một cái mùa Giáng sinh rất là trọng đại, mà làm tôi chợt nhớ lại những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi nói chị các bạn, cái vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam hơi bị ngon. Nếu mà sống đúng chủ trương tốt đạo đẹp đời, đem phúc âm đến cho muôn người, sống đúng theo cái giáo lý của tôn giáo, thì tôi nói chị các bạn biết, cái bên cái người công giáo họ làm họ rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là có một số những thành phần mượn đạo tạo đời, những thành phần những tên linh mục, như những thành phần mục sư đội nốt đội lớp tôn giáo để đem chính trị vào, làm mờ mắt những cái người tín đồ, làm cho họ bị mờ mắt. Đó là một cái điều rất là sai lầm, đó là điều rất là đáng tiếc. Đó, đối với tôi đó là một cái sự ngu xuẩn, đem chính trị vào, đem tôn giáo vào trong chính trị, anh chị, là một cái vấn đề rất là ngu xuẩn trong cái thời kỳ đất nước phát triển ngày hôm nay. Bởi vì ở những cái quốc gia phát triển, người ta cấm tôn giáo hòa nhập vào chính trị. Chẳng hạn như Mỹ, tôi nói cho các bạn biết, Mỹ nó gọi là unconstitutional, có nghĩa là chính trị, tôn giáo mà đem vào trong chính trị đó, nó sẽ trở thành vi hiến, nó có nằm trong hiến pháp của nước Mỹ. Cho nên ở Việt Nam nhiều khi có những kẻ lợi dụng tôn giáo để đặng mà là gây ra những cái tai tiếng trong chính trị, đó là một điều rất là tai hại, khủng khiếp. Anh chị các bạn nhìn thấy những cái sắc dân trên thế giới ngày hôm nay nó bị tôn giáo ảnh hưởng, nó làm nó gây đến vấn đề ngu dân, và nó gây đến vấn đề rất là phức tạp trong một cái xã hội. Nó làm cho người ta bị mù quáng cực đoan, họ cứ bám víu vào trong cái tôn giáo và họ cứ cuồng tín trong đó, nó không phát triển được những cái tư duy tốt, và có những cái thành phần nó trở thành cực đoan. Khi nó cực đoan rồi nó giết người cũng ghê gớm lắm. Anh chị các bạn thấy như là bên Hồi giáo cực đoan, nó giết người rất là ghê gớm. Đấy. Đó là mình nói về vấn đề tự do tôn giáo. Còn ở Việt Nam mình, tôi thấy hồi nãy giờ tôi thấy nhà thờ. Man, có những lúc anh chị các bạn biết trên cái quốc lộ 20 này đó, nhiều khi tôi đi công chuyện, tôi đi về hay là đi khoảng chừng 3 giờ khuya đó, 3-4 giờ khuya, tôi thấy những người công giáo họ đi nhà thờ, họ mặc áo dài họ đi, chẳng có gì, họ đi rất là thoải mái. Đối với Mỹ thì không bao giờ có mấy cái chuyện mà tôn giáo mà đi nhóm ban đêm ban hôm gì, rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Mà gần đây thì tôi thấy cũng có một số những tên linh mục phát biểu rất là phản cảm, cái đó là cái sự ngu xuẩn mà họ chỉ nhìn cái trước mắt, nó ảnh hưởng đến cái tôn giáo rất là nhiều, nó ảnh hưởng tới đời sống tâm linh đức tin của những người mà người ta theo công giáo, tôi lấy làm tiếc. Và bên cạnh đó cũng có một đám dân chủ cụi, tôi thấy vừa rồi có cái con Mỹ Hạnh gì đó với cái thằng Dũng xe ôm, nó cầm hai tấm bảng nó văng lên là nó đòi quyền làm người. Tôi coi hai cái vụ đó tôi ngồi tôi cứ cười suốt. Tôi nói chính trị ngày hôm nay nó giống như những cái con buôn, người ta đi buôn chính trị. Cái thằng xe Honda ôm bây giờ nó cũng đi buôn chính trị để nó kiếm sống nữa. Cái con điếm nó bây giờ nó cũng đi ra nó buôn chính trị để nó sống nữa. Khủng khiếp. Thằng điếm con và những cái tên mà gọi là bại hoại của xã hội bây giờ nó cũng đi ra nó buôn chính trị được. Loạn. Bởi các bạn thấy cầm cái bảng lên nó đòi quyền làm người. Tôi cái suy nghĩ tôi ngồi tôi cười trong bụng, không lẽ hai cái đứa này nó làm súc vật sao,
mà nó phải cầm hai cái bảng lên, nó gọi là nó chơ chẽn giữa một cái thủ đô của nước Việt Nam mà nó cầm cái bảng đó là đòi quyền làm người, thật là đáng tiếc. Trong khi đó hàng triệu triệu người Việt Nam người ta đang sống rất là tốt, đại đa số người dân Việt Nam hiện nay tôi thấy sống rất là tốt, mà lại có những kẻ đi buôn chính trị lên trên mạng cầm những cái bảng khẩu hiệu gọi là tôi muốn làm người, đòi nhà nước Việt Nam phải cho họ quyền làm người. Vậy chứ mấy chục năm nay, hay là từ ngày họ sinh ra, cha mẹ họ sinh ra và họ đi bằng hai cái chân, không lẽ họ đi bằng họ không phải là con người, vậy là họ phải đi bằng bốn chân rồi. Đấy làm tiếc các bạn thấy không, đó là những cái kẻ gọi là bất nhân, những kẻ gọi là súc sinh. Mày ơi, đang sống trong một đất nước thanh bình mà không chịu lo làm ăn, không chịu lo cái ngồi đó đi buôn chính trị, để đằng mà mấy thằng bên kia, mấy tụi cái đám Việt Tân thổ tả bên kia, chống cộng bên kia, nó gửi tiền ngồi đó ăn, cầm bảng xuống đường, thằng chạy xe đó ôm tôi muốn làm người, đi ra ngoài đó có hai đứa biểu tình cầm hai cái bảng chơi chuyện giữa một cái thủ đô của Việt Nam, nó giống như là những cái con rối mà giống như con súc vật. Tại vì những người mà họ tuyên bố họ đòi hỏi tôi muốn làm người thì tôi ở trong nước Việt Nam hiện nay tôi nghĩ tôi ngồi tôi cứ cười thôi. Mèn đất ơi, cha mẹ nó sinh nó ra nó làm người từ khi mà nó lọt lòng mẹ tiếng khóc chào đời của nó trên đất nước Việt Nam thân yêu, mà bây giờ nó lại đòi làm người. Chẳng lẽ bấy lâu nay nó làm súc vật sao? Chỉ có con súc vật nó mới đi bốn chân và nó muốn tiến bộ hay gì đó, nó muốn thành hai chân để nó làm con người. Các bạn thấy con chó ngày hôm nay không, có nhiều người người ta dạy nó rất là khôn, nó đi bốn chân đó, mà có nhiều người ta dạy nó đi được hai chân. Mà trong khi những cái đám dân chủ cũ trong nước ngày hôm nay, như cái đám thằng Lân Thắng, con Mỹ Hạnh đồ Dũng xe ôm, những cái đám dân chủ cũ đó, nó đòi là tôi muốn làm người, vậy là cái đám này bấy lâu nay chẳng lẽ nó là súc vật. Đấy là đáng tiếc. Tự nhiên tôi đang lái xe tôi chực nhớ lại hôm mà tôi ngồi cách ly ở Đà Nẵng á, tôi xem trên Facebook tôi thấy mấy cái đám này nó cầm cái bảng lên Việt Nam không có nhân quyền, nó muốn làm người. Màn đất ơi, thấy ớn chờ đầu. Bởi vậy nhiều khi tôi thấy cái vấn đề mà chính trị ngày hôm nay toàn là những con buôn, thằng điếm và thằng con điếm, những cái thứ mà gọi là cặn bã xã hội chứ. Ngày hôm nay nó đi buôn chính trị để nó kiếm sống bó tài, giống như các bạn thấy thằng vợ chồng thằng luật sư Đài cũng vậy. Thằng này các bạn thấy nó có ra hồn dí gì đâu, nó cũng là một thằng buôn chính trị, nó lên mạng nó lừa mấy cái đám Việt Tân, nó đám Việt Tân cũng cả trăm ngàn đô á, hai vợ chồng nó hốt được cả trăm ngàn đô rồi cuối cùng chạy qua bên Đức. Bây giờ mấy cái đám chống cộng quay qua chửi như chó, bây giờ lại kiếm lại ngồi trên đó rào rú lên. Tôi vào trong mấy diễn đàn của tụi chống cộng, tôi tranh luận với tụi nó, tôi thấy tụi nó chửi vợ chồng thằng luật sư Đài còn thua một con chó. Màn đó hơi vậy mà cũng ngồi đó cố gom cả trăm ngàn đô á, chứ không phải ít đâu. Bởi vì những cái tay mà buôn chính trị cũng khiếp. Ngày xưa con Lê thì công nhân cũng vậy, hai vợ chồng nó cũng vậy, tôi chưa tưởng đâu nó đàng hoàng, thấy nó lên riết rồi hai vợ chồng nó cũng gạt người ta mớ tiền, thằng chồng nó cũng lên mạng rồi gạt phụ nữ, lấy người ta gạt phụ nữ không khiếp. Bởi vậy cẩn thận anh chị các bạn, vấn đề chính trị hiện nay toàn là những con điếm, thằng điếm nó đi buôn chính trị. Tới nỗi mà cái thằng bán dây chai đi lụm lon dây chai, tôi không phải tôi kinh người hay gì anh chị các bạn, tại vì chính trị bây giờ nó hỗn loạn vậy. Cái thằng bán dây chai, cái thằng giờ không đa ôm, cái con điếm bây giờ nó cũng trở thành những cái tay buôn chính trị khiếp. Lên mạng bây giờ nghe lời cái đám đó chết. Bởi vì tại sao tôi có mặt trên không gian mạng này, mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ sờn lòng đấu tranh với những cái luận điệu của những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Khi thấy những người khác họ không hiểu về vấn đề chính trị ở hải ngoại, bị làm mờ mắt, tụi nó bỏ ra những đồng đô la
cái đồng đô la nó quá mạnh đi. 100 đô bên Mỹ, tôi nói chị các bạn biết, nhét ăn cọp cũng đủ, ra đi ăn với một hai đứa bạn không đủ. Mà 100 đô trong nước thì nó quá lớn, có người làm tất tần tật mới có được, thì nó cho được ăn vậy bắt đầu quay qua biến thái, đi ra bắt đầu chống phá đất nước, xuyên tạc, tạo ra những cái nhóm đảng phái bất di bất dịch, thổ tạ, rừa đảo với nhau, xong rồi vài bữa chửi nhau trên không gian mạng. Các bạn chỉ thấy trong Facebook rồi, chứ tôi tham gia rất là nhiều diễn đàn ở nơi khác, bởi vì kẻ thù của tôi dày đặc à. Tôi đi đâu nhiều khi anh chị các bạn hỏi tôi, tôi cũng cho anh chị các bạn biết rồi. Anh trong nước thì cũng có nhóm cũng có một nhóm thù tôi dữ lắm, cái nhóm mà lúc trước là tổ quốc trên hết á, nó chi nã tôi ghê gớm lắm. Nó lên mạng nó truy nã tôi, còn copy xuống những cái bản mà nó truy nã tôi, nó bỏ ra 3.000 đô nó truy nã. Thế nữa mà cái thằng bán thuốc lá lậu ở Đồng Tháp cũng truy nã tôi. Oh my goodness. Bởi vậy chính trị ở trên mạng này có nhiều tai. Khi mà tôi tham gia một số anh em, bởi tôi sợ mấy cái nhóm tự phát được, những cái nhóm cái gì mà nó mang tính cách mình làm cái gì chỉ làm sao nó đúng theo đường lối chính sách của nhà nước chỉ vậy thôi. Còn mấy cái hội nhóm mạng không làm theo là bắt đầu bị tẩy chay, bị chửi, bị đủ thứ hết. Còn lúc trước tôi thấy tôi ớt chế độ, chi nã tôi, gửi cả văn bản lên Bộ Ngoại giao cấm Lợi Minh tôi bay về cái vẹo cái. Bởi vì nhiều khi vấn đề chính trị ở trên mạng này cũng rơi nước mắt chứ không phải là giỡn đâu. Nhưng mà cái niềm vui của tôi đó là mình chia sẻ được cái gì đó là lợi, có ích lợi cho quê hương, cái đó nó an ủi dữ lắm anh chị các bạn. Tôi rất là cảm ơn anh chị các bạn nhiều khi thăm hỏi inbox rồi hỏi thăm, rất là khích lệ. Đối với tôi chỉ có vậy thôi. Còn những cái live stream của tôi, anh chị các bạn thấy nó có ý nghĩa như thế nào đó thì anh chị các bạn chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, cùng chung nhau tìm hiểu, mình học hỏi, chứ đừng có hỏi tôi gì nhiều quá. Tôi chỉ like người nào lấy được lấy. Các bạn mà làm kênh kiếm được tiền, có cuộc sống ổn định tôi mừng. Nhưng mà tôi thấy có một số kênh ở ngoài YouTube có cái tên Lợi Minh và hình ảnh của tôi. Tôi mong rằng những anh chị em, các bạn nào lấy những cái tên đại diện của tôi á, xin đừng. Và lấy cái tên Lợi Minh và cái hình ảnh của tôi để lập kênh á, xin đừng. Tại vì tôi không muốn người khác họ hiểu lầm. Tôi lên trên mạng này có cái mục đích cá nhân gì đó. Những gì tôi cố gắng chia sẻ cái gì mà tôi thấy nó có ý nghĩa và có ích cho xã hội, và đẩy lùi được những cái tiêu cực, nhất là cái đám chống cộng cực đoan ô hợp. Đó là cái niềm vui và hạnh phúc của tôi thôi. Bởi vì tôi có cuộc sống kinh tế ở bên ngoài, tôi làm ăn rất là ổn định, tôi không có thiếu thốn gì cả. Trên này nhiều khi cái like của tôi cũng không có sắp xếp những cái like của tôi, nhưng có thể anh chị các bạn chia ra rất là nhiều đề tài trong đó. Tôi nhớ tới đâu thì tôi nói tới đó, khi đang nói bên đề tài này tôi bắt qua đề tài khác nữa. Tại vì cái cảm hứng tôi không có phải là người sắp xếp theo kênh hay là phải bài bản rồi phải chọn lọc rồi sách vở. Tôi nhiều khi đang nói vậy tôi chuyển đề tài cũng hay nữa. Ngay cả nhiều khi tôi like xong nói thiệt với anh chị có bạn, chứ tôi cũng nghe lại coi mình nói gì có đúng không, mình làm vậy có đúng không nữa, chứ không phải là tôi đây tôi chia sẻ để cho người khác nghe, mà chính bản thân tôi cũng được nghe, để mình nghe, mình suy nghĩ, mình suy xét lại cho nó đúng hơn. Thôi xin chào chị các bạn nha, ra tới đây xe rất quá nhiều rồi, cho nên là nãy lợi dụng cái cơ hội xe nó hơi vắng một chút, ra sắp sửa vô thành phố Hồ Chí Minh cho nên xe bắt đầu đông rồi nè. Bye bye, xin chào chị các bạn.